Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến lễ ra quân năm An toàn giao thông 2020. Nan giải xử lý vi phạm hoạt động vận tải khách. Sáng nay ngày 28 tháng 12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến lễ ra quân năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu phát động năm An toàn giao thông 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình cho biết, năm 2019, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được những kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là luật phòng chống tác hại của rượu bia, các quy định, chế tài, xử phạt vi phạm về an toàn giao thông, vận động cán bộ, công chức nêu gương, toàn dân thực hiện, đã uống rượu bia không lái xe. Hiện nay có tới 90% tai nạn với người dưới 18 tuổi là do tự điều khiển xe máy điện, xe máy có động cơ dưới 50 phân khối trở xuống. Mặc dù xe máy điện, xe máy có động cơ dưới 50 phân khối đã hạn chế được tốc độ khi lưu thông, tuy nhiên, trên 90% đối tượng điều khiển dòng xe này là các thanh thiếu niên học sinh dưới 18 tuổi. Hiểu biết về luật giao thông cũng như nhận biết, biển báo và kỹ năng điều khiển xe của các em còn hạn chế. Trong khi đó, luật giao thông đường bộ lại chưa có quy định người điều khiển xe máy điện, xe máy có động cơ dưới 50 phân khối phải có bằng lái. Đây là khoảng trống về pháp luật khiến tai nạn giao thông có liên quan đến đối tượng điều khiển loại phương tiện này gia tăng trong thời gian gần đây. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của hoạt động vận tải khách ở thành phố Thanh Hóa, hiện nay Thanh tra Giao thông và Công an thành phố đã phối hợp ra quân tăng cường kiểm tra xử lý xe khách nhái xe buýt, xe khách tuyến cố định và các điểm dừng đỗ của xe buýt để đón bắt khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy để xử lý triệt để tình trạng trên vẫn còn khá nan giải. Thực hiện công văn của Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh về tăng cường phối hợp tập trung kiểm tra, xử lý xe khách nhái xe buýt, xe khách tuyến cố định chạy sai luồng tuyến, dừng đỗ tại các điểm dừng đỗ, nhà chờ của xe buýt để đón bắt khách. Từ ngày 24 tháng 12, tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng thanh tra giao thông cùng với cảnh sát giao thông và trật tự của thành phố Thanh Hóa đã hóa trang mật phục để ghi hình, kết hợp công khai để xử lý xe vi phạm. Chúng tôi với cái quyết tâm cao nhất là sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh đối với tất cả các trường hợp vi phạm và kiên quyết xử lý không để tái diễn cái hoạt động này trở lại. Tuy nhiên, tại các vị trí dừng đỗ của xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các xe khách tuyến cố định, xe dù, xe hợp đồng vẫn thường xuyên ra vào đón bắt khách. Đơn cử như tại khu vực tượng đài Lê Lợi, đây là điểm dừng đỗ của tuyến xe buýt số 3. Thế nhưng tại đây còn có 6 xe ô tô khách vẫn dừng đỗ đón bắt khách. Hình ảnh phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ ghi lại được vào lúc 6 giờ 5 phút ngày 26 tháng 12. Nhưng đến ngày 27 tháng 12, phóng viên tiếp tục ghi hình và mọi hoạt động vi phạm vẫn lặp lại giống như ngày hôm trước. Đáng nói vi phạm thì khá rõ và mặc dù Ủy ban dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã có các văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng chấn chỉnh hoạt động vận tải khách, song có lực lượng thì thể hiện sẽ quyết tâm xử lý dứt điểm, nhưng có lực lượng thì vẫn kêu khó xử lý. Vi phạm là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nên là lực lượng thanh tra chúng tôi là lực lượng chuyên ngành, thẩm quyền cũng hạn chế. Trước tình trạng xe khách nhái xe buýt, xe hợp đồng, xe dù dừng đỗ điểm dừng đỗ của xe buýt để đón bắt khách, các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đã tổng hợp danh sách các xe vi phạm, thời điểm, lịch trình hoạt động của các xe và đã báo cáo đến các cơ quan chức năng. Vấn đề đặt ra hiện nay là các lực lượng chức năng có quyết tâm xử lý và sẽ xử lý như thế nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.